Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa DA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vấn trình iRope của dự án Matching Game. Dự án iRope hôm nay sẽ có pool tài thưởng rất lớn, đó là 100.000 đô. Và trong cái dự án này thì anh em tham gia, trước tiên là anh em chưa có tài khoản trên nền tảng Gay thì các bạn sẽ đăng ký một tài khoản trên nền tảng Gay.io theo link phía dưới phần mô tả video mình đã dẫn cho anh em, kèm theo video hướng dẫn anh em đăng ký vào KYC. Mình khuyến cáo là anh em nên KYC xác minh danh tính, bởi vì là sàn trên sàn Gay thì sớm muộn thì anh em cũng sẽ cần một tài khoản thôi. Bởi kênh chúng ta thì là một trong những kênh mà có liên kết với nền tảng Gay thông qua chương trình KOL, cho nên là mình sẽ chia sẻ khá nhiều các dự án liên quan đến sàn Gay. Anh em chú ý chúng ta đăng ký và KYC để chúng ta làm cái dự án trong tương lai. Sau khi chúng ta đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ rất là đơn giản. Trước tiên các bạn đăng nhập vào tài khoản Twitter Google này, sau đó thì các bạn sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ join group Telegram và nhiệm vụ follow cái medium và liên tiếp bài đăng ở trên Twitter. Ở cái bước cuối cùng là cung cấp địa chỉ deposit ấy, thì đây chính là cái phần tại sao mình nói là anh em phải dùng địa chỉ của ví của nền tảng Gate, bởi vì là đối với dự án này thì chúng ta sẽ cần cung cấp địa chỉ ví của sàn Gate.io ở trên đây. Thì anh em sẽ vào phần ví tiền, chọn vào phần quản lý quỹ này, chọn phần nạp nhé. Ở trong cái phần nạp này thì anh em sẽ tìm cho mình cái ví matching, chúng ta chọn on chain. Đây, đấy, anh em sẽ thấy cái địa chỉ ví đây, chính là cái địa chỉ ví mà các bạn sẽ cần phải cung cấp cho sàn nhé. Anh em sẽ copy phần địa chỉ ví này và gửi cho dự án để chúng ta có thể tham gia chương trình iRope này nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn anh em tham gia vào dự án Matching Game này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.